Khi nói đến trang trí đám cưới, một trong những khoảnh khắc thú vị nhất để lên kế hoạch là mặt bàn của bạn. Vì khách sẽ ngồi trong suốt bữa tối và nâng ly. Môi trường này sẽ là môi trường mà họ tương tác nhiều nhất, vì vậy bạn sẽ muốn chắc chắn rằng đó là một trải nghiệm bắt mắt và thú vị. Nếu bạn kết hợp bàn tròn vào quầy lễ tân của mình, các lựa chọn của bạn là vô tận. Hình dạng bàn cổ điển là một trong những lựa chọn phổ biến nhất có sẵn tại các địa điểm trên toàn quốc, và vì nó kết hợp đẹp với tất cả các kiểu dáng và loại ghế đám cưới, bạn đảm bảo sẽ tìm thấy thứ gì đó phù hợp với mình. Bạn cần một số cảm hứng ban đầu để có được những dòng chảy sáng tạo. Đọc tiếp 21 ý tưởng trang trí tiệc cưới bằng bàn tròn được yêu thích ngay bây giờ. 1. Chọn vải lanh có kết cấu vải nhung thật dễ chạm vào là một cách tuyệt vời để thêm họa tiết và chiều sâu cho bàn tiệc cưới tròn của bạn, đặc biệt là cho đám cưới mùa thu. Chọn khăn ăn có cùng tông màu để có cái nhìn phối hợp tạo cảm giác đặc biệt sang trọng. 2. Đi cho một vai công nghiệp, khăn trải bàn không cần thiết 100% để đạt được vẻ ngoài trang trọng. Bằng cách sử dụng một bề mặt bóng bẩy, lấy cảm hứng từ bê tông và kết hợp nó với những chiếc ghế và đồ dùng bằng phẳng màu đen, quầy lễ tân của bạn sẽ cảm thấy lạ mắt mà không trông quá sang trọng. 3. Lập kế hoạch cho một bảng màu mềm để có một cái nhìn lãng mạn cho một đám cưới sân vườn. Hãy chọn những sắc thái nhẹ nhàng, dịu nhẹ trong một bảng màu tương tự. Màu xanh lam nhạt và xám đặc biệt đẹp cho các lễ kỷ niệm, lấy cảm hứng từ Paris. 4. Trộn và kết hợp chỗ ngồi ghế tình yêu hay ghế trường kỳ là một chiếc ghế nhỏ xinh, bất ngờ nằm giữa những chiếc ghế chéo lưng. Thêm một chiếc cho cặp đôi sắp cưới cũng là một cách sáng tạo để biểu thị vị trí danh dự của họ nếu họ không ngồi cùng bàn với người yêu. 5. Thêm các miếng trung tâm siêu cao nếu địa điểm của bạn có trần nhà cao vút, hãy tận dụng chiều cao với các tấm trung tâm cực cao. Thêm phần thưởng. Khách có thể dễ dàng trò chuyện qua căn cứ. Đối với một bảo tàng nghệ thuật hiện đại, một thiết kế không đối xứng sẽ trông đặc biệt bắt mắt. 6. Màu trắng nổi bật với màu sắc tươi sáng, bạn muốn đám cưới của mình mang hơi hướng hiện đại hơn. Làm nổi bật màu hồng neon và cam rực rỡ trên khăn trải bàn trắng hoàn toàn. Sau đó thêm vào những chiếc ghế xương đòn. Giao diện vui tươi, mời gọi và hoàn hảo cho một đám cưới mùa hè. 7. Lên trên với nến, mọi người trông đẹp hơn dưới ánh sáng dịu nhẹ của ánh nến, và những cánh tay chân nến vươn ngang đường kính của chiếc bàn sẽ nhấn mạnh hình dạng tròn của nó một cách trực quan. Để tăng yếu tố lãng mạn, hãy chọn bộ khăn trải bàn có họa tiết với tông màu hồng nhẹ nhàng. 8. Phăng ắp cổ điển đen và trắng, một bảng màu đen và trắng cổ điển trông giống như ở nhà trong một đám cưới dạ hội cũng như bên hồ bơi ở Palm Springs. Để làm cho không gian của bạn cảm thấy mát mẻ và hiện đại hơn, hãy chọn những tấm đệm màu đen cho những chiếc ghế màu đen. Và đặt trên bàn tròn của bạn bằng khăn trải giường màu trắng và sắp xếp cỏ pampas ngồi thấp. 9. Tựa vào trung lập một bảng màu, lấy cảm hứng từ cây xanh. Màu gỗ và các yếu tố tự nhiên khác luôn tạo ra một cái nhìn đẹp mắt. Mẹo chuyên nghiệp kết hợp đệm ghế với khăn trải bàn của bạn sẽ giảm thiểu việc lựa chọn chỗ ngồi cồng kềnh hơn. 10. Cho mọi người ngồi cùng bàn. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một đám cưới nhỏ, bạn có thể sắp xếp toàn bộ số lượng khách mời của mình xung quanh một chiếc bàn cực lớn. Đây là thời điểm lý tưởng để chọn bàn tròn, vì nó sẽ đảm bảo rằng không có khách nào cảm thấy bị dồn ép khỏi hành động. Để làm cho việc sắp xếp trở nên xứng đáng với lễ kỷ niệm, hãy lấp đầy trung tâm bằng những chiếc đèn lồng cũng như các thiết kế hoa cao và thấp. 11. Trộn và kết hợp khăn trải bàn của bạn. Chọn khăn trải bàn có hoa văn khác nhau là một cách dễ dàng để tạo nên điểm nhấn thị giác cho tiệc cưới của bạn, đặc biệt nếu bạn có một lượng lớn khách mời. Tất cả sẽ ngồi tại các bàn tròn. Để đa dạng hơn nữa giao diện, hãy thêm vào một số bảng hình vuông và hình chữ nhật. 12. Trải khăn ăn của bạn, tạo cảm giác đa chiều cho bảng màu đơn sắc bằng cách thay đổi vị trí đặt khăn ăn của bạn. Thay vì gấp chúng trên đỉnh mỗi đĩa, hãy lót chúng bên dưới đĩa để chúng treo trên bàn. Sự nổi bật của màu sắc và kết cấu sẽ tạo thêm sự thú vị về thị giác cho bàn tiệc cưới hình tròn của bạn. 13.
cụm bàn xung quanh sàn nhảy, sự kết hợp giữa các lựa chọn bàn là chìa khóa để làm cho một không gian tiếp khách lớn cảm thấy thú vị và thân mật. Nếu sàn nhảy là trung tâm của không gian của bạn, hãy thay đổi nội dung ở mỗi bên. Nếu bàn đầu dài và hình chữ nhật, hãy chọn bàn tròn dọc theo hai bên trái và phải. Sự đa dạng này sẽ làm tăng thêm không khí bữa tiệc. 14. Tìm cảm hứng trong nhà hàng. Các quán ăn tốt nhất tổ chức bàn để mọi người trong phòng cảm thấy trải nghiệm ăn uống được chia sẻ, bằng cách xếp 4 bàn tròn vào một điểm trang trí chung. Chẳng hạn như một cái cây hoặc sắp xếp hoa quá khổ, thực khách sẽ cảm thấy gần gũi với những thực khách khác mà không bị quá đông. 15. Lên lớp tăng cường yếu tố ấm cúng trong một đám cưới mùa thu, bằng cách xếp một lớp vải có hoa văn lên một chiếc khăn trải bàn cứng. Những ngọn nến thon cao trong những cơn bão bằng thủy tinh trong suốt sẽ càng góp thêm cảm giác ấm áp. 16. Cọc trên glit, các chi tiết bằng vàng luôn là sự lựa chọn phù hợp cho một đám cưới trang trọng hơn, và bạn càng trang trí nhiều, bàn tiệc của bạn sẽ càng trông quyến rũ hơn. Bằng cách phủ màu kim loại lên mặt phẳng, mép đĩa, khay đựng khăn ăn, người chạy bàn và ghế, chiếc bàn này lấp lánh mà không gây cảm giác choáng ngợp. 17. Vòng hoa treo pom pom, những khoảnh khắc trang trí có thể xảy ra trên bàn của bạn cũng như trên bàn của bạn. Lấy gợi ý từ lễ kỷ niệm sôi động này ở San Jose del Cabo, Mexico, và những vòng hoa hạt tiêu pom pom giữa bóng đèn của bất kỳ đèn dây treo nào để có một cái nhìn lễ hội. 18. Chơi theo mô hình vòng, kết nối những chiếc bàn hình tròn cộng với những chiếc ghế xoay lưng tròn tạo nên một vẻ ngoài lãng mạn đáp ứng hiện đại bất ngờ cho một đám cưới trong chuồng. Để nhấn mạnh hơn nữa sự nhất quán về phong cách, chúng tôi thích cách lễ tân này cũng kết hợp những chiếc ghế viền vàng với bộ sạc viền vàng. 19. Đắm mình trong hoa. Nếu bàn dành cho người yêu của bạn là hình tròn, tại sao không nhấn mạnh hình dạng với một vòm bùng nổ với những bông hoa? Bằng cách thêm hoa cả bên trên và bên dưới, bạn sẽ tạo ra một khung hình hoàn hảo để khách có thể nhìn qua trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bạn qua các bài phát biểu và nâng ly chúc mừng. 20. Sử dụng các nhánh cho các phần giữa. Tất nhiên, những bông hoa được cắt tỉa, được sắp xếp một cách nghệ thuật luôn là một lựa chọn tuyệt vời, nhưng có điều gì đó hữu cơ hơn một chút về việc tập hợp các cành lá làm trung tâm. Phong cách này là một cách hoàn hảo để tăng thêm chiều cao mà không phải hy sinh vẻ ngoài đầy đặn tươi tốt. 21. Thêm sự quan tâm vào ghế của bạn. Phủ vải lên lưng ghế là một cách dễ dàng để làm cho chỗ ngồi trong đám cưới của bạn trở nên đặc biệt hơn. Để có một cái nhìn gắn kết, hãy giữ màu vải trong cùng một bảng màu với phần còn lại của phong cách trang trí của bạn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.